Ngay từ sáng, già làng Hồ Văn Leo cùng một số người dân trong thôn Xà Đưng, xã Hướng Việt đã đi bộ đến tổ công tác Xà Đưng để được các y bác sĩ thuộc đồn biên phòng Hướng Lập, bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị thăm khám. Tại đây, già làng Hồ Văn Leo được cán bộ quân y hướng dẫn cụ thể, tỉ mỉ và tiến hành kiểm tra huyết áp, tư vấn sức khỏe, cách chữa trị cũng như kê đơn thuốc. Trước đây thì khám là rất xa, mà không phải là chữa cho chỉ bộ đội biên phòng, mà chữa cho tất cả bà con thôn Xà Đưng và xã Hướng Việt. Là bà con rất vui mừng và phấn khởi. Ngoài phòng khám chữa bệnh, công trình tổ công tác Xà Đưng, thư viện biên giới còn có các hạng mục nhà ở, nhà làm việc, nhà ăn của cán bộ chiến sĩ. Thư viện biên giới được thiết kế theo mẫu nhà sàn truyền thống của đồng bào dân tộc Vân Kiều. Tổng diện tích công trình là gần 3.000 m², được bà con dân bản hiến tặng đất. Với kinh phí gần 1 tỷ đồng từ nguồn vận động xã hội hóa, cùng sự đóng góp hàng nghìn ngày công của cán bộ chiến sĩ, đồn biên phòng Hướng Lập, bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị. Công tác này được đưa vào sử dụng thì cái ý nghĩa đối với thứ nhất đối với thư viện biên giới thì sẽ giúp cho bà con nhân dân rồi các cháu học sinh ở trên địa bàn có cái vị trí để truy cập internet, cái thứ nhất, cái thứ hai là tìm đọc các loại các sách báo, các văn hóa của các vùng miền. Công trình được xây dựng nhằm tạo không gian tốt để phục vụ công tác khám chữa bệnh, cấp phát thuốc, chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn biên giới và nhân dân của nước bạn Lào. Bên cạnh đó, hạng mục Thư viện biên giới là nơi nâng cao nhận thức của nhân dân về đường biên, mốc quốc giới, các văn bản pháp lý giữa hai nước Việt-Lào, chia sẻ các kiến thức chung về văn hóa, xã hội Việt Nam đến với học sinh và nhân dân nước bạn.